Xin kính chào các anh chị. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách bảo vệ thông tin khỏi các mối đe dọa như là sự xâm nhập vật lý của người khác hoặc là khả năng hư hỏng hệ thống gây mất mát thông tin dữ liệu. Trước tiên, chúng ta cần đánh giá mức độ khả năng dữ liệu của tổ chức có nguy cơ bị ảnh hưởng từ các mối đe dọa cụ thể. Cân nhắc kênh thông tin và cách sử dụng, ví dụ như văn bản, thư từ, fax, đường dây điện thoại di động, thư điện tử và tin nhắn qua Skype. Phương pháp để lưu trữ các thông tin quan trọng: lưu trữ ở ổ cứng máy tính, thư điện tử và các máy chủ thư điện tử, thẻ nhớ USB, thẻ nhớ ngoài, đĩa CD, DVD hoặc là điện thoại di động. Địa điểm thông tin được lưu trữ: ở văn phòng, ở nhà riêng, ở phòng máy chủ hoặc là trên cloud, trên đám mây. Sau khi xem xét đánh giá dữ liệu một cách toàn diện, chúng ta tiến hành đề ra các biện pháp để bảo vệ dữ liệu của mình và tổ chức đối với từng trường hợp và vị trí cụ thể như sau. Để bảo vệ thông tin từ những mối đe dọa xâm nhập vật lý, đối với khu vực xung quanh văn phòng, chúng ta tiến hành rà soát cửa chính, cửa sổ, các lối vào, lối ra, thiết lập hệ thống camera, hệ thống cảm biến, tách biệt khu vực làm việc và khu vực tiếp khách. Đối với trong văn phòng, đi dây cáp trong văn phòng, khóa thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị tĩnh tuyến, v.v. trong phòng hay trong tủ mạng để đảm bảo an toàn. Bảo mật điểm truy cập mạng không dây. Tại môi trường làm việc, chúng ta điều chỉnh vị trí màn hình một cách cẩn thận, sử dụng khóa an toàn để khóa máy tính. Đối với phần mềm và các thiết đặt liên quan, thiết lập mật khẩu đăng nhập vào máy tính, thiết lập trong BIOS, tránh khởi động từ CD, DVD hoặc là USB, cài đặt mật khẩu cho BIOS, backup cơ sở dữ liệu về mật khẩu. Chúng ta nên khóa màn hình kèm theo yêu cầu nhập mật khẩu khi mở khóa. Ngoài ra, chúng ta cần duy trì một môi trường lành mạnh cho phần cứng máy tính, bởi vì các sự cố như quá dòng, quá áp, xung điện, mất điện hoặc là sụt áp làm tổn hại đến máy tính, dẫn đến việc mất hư hỏng thông tin dữ liệu. Để phòng tránh tình trạng đó, chúng ta cần sử dụng bộ lưu điện USB, sử dụng bộ lọc điện, bộ chống quá xung. Chúng ta nên kiểm tra mạng điện trước khi kết nối và đảm bảo môi trường thoáng, dễ tản nhiệt khi có sự cố xảy ra. Một khi chúng ta đã xác định các nguy cơ và các điểm yếu mà tổ chức gặp phải, chúng ta cần cân nhắc các bước cần thực hiện tiếp theo để tăng cường an ninh về mặt vật lý. Cần tạo một chính sách an ninh với các bước được ghi rõ ràng, chẳng hạn như chính sách sử dụng văn phòng có hệ thống báo động, có khóa, quyền hạn của mỗi thành viên trong tổ chức như thế nào, có bản kiểm kê tài sản và mô tả liên quan, có phương án tiêu hủy giấy tờ và tài liệu quan trọng. Cần chuẩn bị các phương án khẩn cấp như người nào sẽ được thông báo khi có sự cố về rò rỉ thông tin, người cần liên hệ khi có sự cố cháy nổ, ngập lụt, sửa chữa được ổ khóa, thông tin liên lạc với các bên cung cấp dịch vụ. Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về các biện pháp nhằm bảo vệ thông tin và dữ liệu của cá nhân, tổ chức an toàn khỏi các mối đe dọa. Xin gặp lại các anh chị ở các nội dung tiếp theo.